Bất động sản Phan Hảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì phía trước màn hình là quý anh chị là đường tỉnh lộ 44B, đường đang mở rộng thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đường 44B là đường huyết mạch kết nối giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Bà Rịa, đi ngang qua Lan Rừng, Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận nha, về biển Phước Hải, về biển Hồ Tràm, về biển Lộc An nha quý anh chị. Đường này hướng này nha. Hướng này là mình cách biển Phước Hải khoảng tầm 8 km thôi nha quý anh chị. Khá là gần nha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90 km. Đường này đường tỉnh lộ 44B đang mở rộng nha quý anh chị. Đang mở rộng đường 36 m nha. Đường đang mở rộng. Thì hôm nay em có sản phẩm một lô đất đây. Đã có vỉa hè rồi nha quý anh chị. Đây vỉa hè này đang làm nha. Đất của mình là ngang 5 m từ mấy này qua mấy cọc này 5 m này. Sâu vào trong là 23 m. Ngang là 5m1 nha quý anh chị. 5m1 là sâu vào trong là 23 m. Chủ đã lên 100 m thổ cư rồi. Thì cái lô đất này chủ đang hạ kịch sàn giá còn chỉ 2 tỷ 050 triệu thôi nha quý anh chị. Ở phía trước mình là trung tâm thị trấn Long Điền. Đường ngay cái đèn đỏ đó là đường đỏ của đường quốc lộ 55 nha quý anh chị. Đường đó rẽ phải thì cũng đi về Lan Rừng, đi về La Ghi, Bình Thuận, đi hướng đó được nha. Nhưng mà đường này mà làm xong là quý anh chị sẽ đi đường này. Đường này là đường huyết mạch này, đường tỉnh lộ 44B. Kết nối từ Long Điền, từ Long Điền đi về Lan Rừng, đi về La Ghi, Bình Thuận là đi đường này hết nha. Quý anh chị mà quan tâm lô đất này là liên hệ liền cho em nha. Tọa lạc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em quay lại lô đất cho quý anh chị xem này. Lô đất mình chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi nha. Ngang 5m1, sâu là 23m. Chủ đã lên 100m thổ cư rồi. Lô này lúc trước là rơi vào tầm 2 tỷ 9 thời điểm sốt nha quý anh chị. 2 tỷ 9, 3 tỷ nha. Nhưng mà hôm nay còn chỉ có 2 tỷ 050 triệu thôi. Quý anh chị quan tâm thì inbox liền cho em nha. Để em quay cái sổ và sổ quy hoạch cho quý anh chị xem. Và đây là cái sổ của mình nha quý anh chị. Nó hơi mờ tí nha. Quý anh chị quan tâm gửi inbox Zalo cho em nha. Số điện thoại cũng như số Zalo luôn. Để em gửi sổ cho quý anh chị xem. Thửa đất số là 317 nè, tờ bản đồ 23. Địa chỉ là xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 114,8m2. Hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại đất lúa nha quý anh chị. Thời hạn đất ở lâu dài. Chủ đã lên 100 mét thổ cư rồi nha. Đất của mình là hướng đông bắc cho quý anh chị. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Thửa đất mình đây nè. Và đây là quy hoạch của mình cho quý anh chị. Ngang 5 mét nè. Mốt nha, 5m1, sau là 23m1 nè. Cạnh bên này là 22m9 nha. Phía sau là cũng 5m1 luôn. Mặt tiền đường tỉnh lộ. Đường này đường tỉnh lộ 44B đang mở rộng cho quý anh chị. Đã có vỉa hè hết rồi. Quý anh chị quan tâm sản phẩm mặt tiền đường tỉnh lộ 44B thì liên hệ liền cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.